Tập 18. Tôi tình nguyện hy sinh bản thân mình. Tôi tình nguyện hy sinh bản thân mình. Cũng quyết sẽ không để lộ bí mật. Cũng quyết sẽ không để lộ bí mật. Bán đứng tổ chức. Bán đứng tổ chức. Tôi lấy tính mạng của mình đảm bảo. Tôi lấy tính mạng của mình đảm bảo. Tuyên thề. Tuyên thề. Tôi mãi mãi trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi mãi mãi trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Milady, lái xe. Hai đứa lại chơi nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô sắp phải đi rồi. Cô đi đâu hả? Cô nói muốn đi một nơi thật xa, rất xa. Rất xa là ở đâu? Nam Kinh thủ đô. Đúng đúng đúng, là thủ đô Nam Kinh. Đi thôi. Cô, mẹ con về rồi. Về rồi à? Các con đi vào làm bài tập đi. Xong rồi à? Vậy thì ăn cơm đi. Đồ cũng chuẩn bị xong cả rồi. Là thịt kho tàu à? Thật sự thịt kho tàu đấy. Đi gọi ông bà nội ra ăn cơm đi. Dân. Chạy chậm thôi, đừng để bị ngã. Cô muốn đi Nam Kinh à? Phải đó. Em đang định muốn nói với chị đấy. Mấy ngày em không ở nhà thì những đứa nhỏ với người già phiền chị cực khổ phải chăm lo rồi. Trước khi cô đến, chẳng phải là tôi cũng phải một mình làm đó sao? Thời gian qua ở chung với bọn trẻ lâu ngày rồi, đột nhiên muốn rời đi, thật đúng là có chút không nỡ đấy. Sao đột nhiên lại muốn đi đến Nam Kinh vậy? Là do cha em ông ấy muốn đi, bắt em phải đi cùng mới được. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Lam Tử, hai đứa chúng nó đúng là càng ngày càng ngoan rồi đấy. Ông nội chậm thôi. Hai đứa nhỏ này đúng là giờ được rồi đó. Chậm thôi. Chú Khôi chẳng phải nói là muốn đến ăn cơm sao? Cha cháu nói chuyện làm gì mà chuẩn đến vậy chứ. Chúng ta ăn trước đi vậy. Không cần phải đợi ông ấy đâu. Làm gì có ai tự nói bố mình như vậy đâu chứ. Đến rồi thì tốt. Mau ngồi đi. Chị dâu, hai đứa con chào người ta đi chứ. Chào ông Khôi, ngoan lắm. Tú cô, con lấy nửa bình rượu đó ra đây. Chú với bố con uống rượu. Đi lấy đi chứ. Đi đi. Con bé nhà tôi ấy à, mấy ngày nay đang giận dỗi với tôi. Nói cũng đúng,
Anh cả ngày cứ bận công việc ở ngoài, tú cô một mình ở nhà. Nhà chẳng giống nhà, anh phải bỏ ra chút thời gian ở bên cạnh tú cô chứ. Phải phải phải, tôi chính là muốn nói chuyện này đấy. Đừng nói lung tung đấy. Cô ơi, cô có thể dẫn cháu đi Nam Kinh được không ạ? Anh muốn trốn học à, anh không ngoan. Sao cháu lại muốn đi Nam Kinh? Cháu muốn đi xem thủ đô, bố cũng ở Nam Kinh. Cô mà đưa anh đi thì cũng phải đưa em đi. Các con ngoan ngoãn ăn cơm đi, cơm cũng không chặn được miệng các con rồi. Đi Nam Kinh có gì công phải làm à? Không có. Tú cô muốn mua một căn nhà ở Nam Kinh. Con gái là bầu trời của tôi đấy. Hiện tại thế cục loạn như vậy, tôi không yên tâm để con bé đi một mình. Chẳng phải rõ ràng là bố muốn đi đó sao? Chẳng phải bố nói bây giờ có rất nhiều người đều đi đến Nam Kinh, Thượng Hải để mua nhà, nói là nhà của hời gì đó. Sao lại nói làm con muốn đi chứ? Chẳng phải là con muốn mua nhà đó sao? Bây giờ đi đâu cũng là lời đồn, thì ra người Nhật đang chiếm đóng. Bây giờ người Nhật mà đầu hàng thì có rất nhiều cơ hội. Chú Khôi, anh có thực lực thì thực sự nên suy nghĩ một chút về Thượng Hải, Nam Kinh đấy. Nói không chừng có thể nhặt được căn nhà có lời. Đều nói như thế cả. Nói là bây giờ nhà ở Thượng Hải, Nam Kinh đều rẻ. Tôi ngược lại chẳng quan tâm gì đâu. Con bé muốn đi mua nhà mà, thì tôi tiện đường mà đi xem một chút thôi. Là bố muốn đi mà. Sao cứ khăng khăng nói là con muốn đi vậy chứ? Sao không phải là con muốn đi vậy chứ? Con khiến cho ông đây bán luôn cả căn nhà ở Trùng Khánh làm cứu hồi môn cho con luôn rồi. Muốn mua nhà ở Nam Kinh không phải là ý con sao? Tôi hiểu mà. Con bé mua nhà ở Nam Kinh, đó là muốn để cho Tiểu Đồng trở về Nam Kinh có một nơi để ở. Con lại làm sao vậy? Chúng ta uống rượu thôi, nào. Ông già này càng ngày càng hù đồ. Uống mấy ly nước tiểu mèo thì không khép miệng lại được rồi. Cái đầu ông ta có phải là bị kẹt uống quá rồi không? Chẳng biết nghĩ cho mình chút mặt mũi nào hết. Muốn nói gì thì nói à. Tôi nói thẳng ra vậy, con bé nhà chúng tôi thấy cả đời này cũng không gả đi được nữa rồi. Anh Văn Đầu, chị dâu, nếu hai người không chê bai thì cứ để cho tiểu cô làm vợ lẽ của Tiểu Đồng đi vậy. Tôi nhìn ra rồi, con bé này, trái tim của nó sớm đã ở nhà hai người rồi. Trái tim của con bé ở nhà hai người thì tôi yên tâm rồi. Sao mẹ cũng đi mất luôn vậy? Hỏng rồi. Tôi nói lỡ lời rồi. Tú cô và chú Khôi đi Nam Kinh, bọn họ cũng đã mang đi mất trái tim của Dương Tố Nhã. Cô ấy gấp đến mức muốn đi đến Nam Kinh. Nam Kinh mới thực sự là ngôi nhà thật của bản thân. Chú Khôi hứa sẽ cố gắng nghe ngóng tin tức của bố mẹ mình. Điều này tuy là đã khiến cho Dương Tố Nhã có niềm hy vọng, nhưng lại làm dấy lên một vài điều bất an khó tả. Chúng ta đã rời đi 9 năm rồi. Đúng đấy. Tôi đã nhờ bạn bè bên đây tiến hành tu sửa lại cả cái căn nhà rồi. Đợi sau khi dời đô trở về thì có thể thuận lợi vào ở rồi. Tốt. Lần này có thể lấy căn nhà gì đều là nhờ vào cuộc trưởng tăng giúp đỡ cả đấy. Tăng lão đệ, cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Chuyện của các anh chính là chuyện của em. Tôi đi vào trong nhà chào hỏi, bảo họ dừng việc lại một chút. Anh vào trong nhà xem qua một chút. Được, làm phiền rồi. Phi Vân à, cậu có biết mục đích tôi đến Nam Kinh không? Trưởng quản lý
Trước khi thăng chức lên làm chủ nhiệm hành doanh Bắc Bình, đến Nam Kinh cúng bái cố thủ tướng, là cậu đến cùng ông ấy đấy. Đây chính là một trong số đó. Ngài đang lo lắng vấn đề trong việc tiếp nhận, lo lắng Okamura Desi không phối hợp với chúng ta. Đúng đấy. Tôi hy vọng chúng ta mau chóng đạt được hiệp ước. Đây chính là mục đích thật sự tôi đến Nam Kinh. Okamura Desi là một người rất thức thời. Ngài không cần lo lắng đâu. Phi dân à, trong quá khứ cậu dẫn đầu bộ tác chiến, cậu có quyền lớn nhất trong việc điều động bộ đội. Nhưng Hạ Ứng Khâm lên làm tổng tư lệnh lục quân thì bộ tác chiến các cậu đã mất đi quyền lợi. Đặc biệt là sau khi kháng chiến, bộ quân chính của Trần Thành đã dẫn dắt tiếp quản mọi chuyện lớn nhỏ. Điều động trong bộ đội đều bị khống chế trong tay Lương Đồng. Cho nên cậu mau chóng quay trở về Trùng Khánh, chúng ta cùng nhau xoay chuyển cục diện. Trưởng quan Lý đang ở Hoa Bắc, bên trên không thể không có người được. Điều này thì ngài yên tâm. Xử lý xong chuyện ở Nam Kinh, tôi lập tức trở về. Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. Còn có một chuyện, ở Thượng Hải có một miếng bạc ở trên thuyền người Nhật để lại, mất tích rồi. Đây là một món tiền tài cực kỳ lớn. Trong giờ phút quan trọng này, tôi tin chắc là không ai dám tự mình nuốt trọn đâu. Đây chẳng phải là không muốn sống hay sao? Huống hồ món tiền này đã được nhiều người nhắm lấy rồi, không phải là chuyện nhỏ. Ngài nói xem, ai lại có năng lực và lá gan này chứ? Cậu nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc là chỉ ý tối cao. Chỉ ý tối cao. Tôi muốn điều tra sâu vào trong, nhưng cơ hội đã kích bộ quân chính. Lộ chuyện như thế này chắc chắn là mờ ám rồi. Vậy thì cũng sẽ không có ai đứng ra để thanh minh tiến công Trần Thành, để cho hắn câm miệng đến mức khổ cũng không thể nói ra. Điều này rất có lợi cho việc chuyển đổi cục diện chúng ta. May mà có cậu nghĩ ra. Chuyện này rất có lợi cho việc chúng ta lấy lại quyền khống chế binh quyền. Tốt. Qua một lát nữa, tôi với trưởng quan Lý trịnh trọng yêu cầu Tăng Quang Hy phá án. Tôi và cậu phải phối hợp đấy, diễn màn kịch cho hay vào. Không thành vấn đề. Mời. Mau lên đi, đổi phòng ngự, mau lên đầu. Đứng cho ngay vào nhé. Phía sau chạy nhanh lên chút. Mau lên, mau lên. Nghiêm, đứng ngay vào. Cậu, cậu và cậu nữa, dẫn đội, dẫn đội. Báo cáo chuyên viên đại nhân, toàn đại đội đều tập hợp xong rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tốt lắm. Mười anh em đó đều lên một chiếc xe cả rồi chứ? Đều sắp xếp trên cùng một chiếc xe rồi. Bọn họ còn nghe nói ngài muốn thưởng riêng cho họ, đều vui mừng lắm. Nói ngài rất có giọng điệu đấy. Cậu thế này, một lát cậu với 10 người đó đi với tôi một chút. Ý của ngài là đổi phòng ngự chuyện lớn như vậy, có phải là nên giữ lại một vài anh em của mình và tiếp nhận không? Đúng, 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 đúng. Hơn nữa, nhiều người như vậy có một vài chuyện không dễ làm. Hiểu rõ, hiểu rõ, hiểu rõ. Đi đi. Dừng. Chị Giang, sao chẳng có lấy một người khách nữa vậy? Cậu không thấy trong bộ đội đều đang bận đó sao? Đó gọi là gì đấy chứ? Đổi phòng ngự. Mời. Anh Liễu, tôi hy vọng anh hôm nay có thể có được một tin hay. Yêu cầu của Okamura Desi đối với tập đoàn quân chính Quảng Tây tỏ ý có thể hiểu được. Chẳng lẽ chỉ có hiểu được thôi sao? Anh yên tâm đi, anh ấy đã đồng ý chấp nhận yêu cầu của bộ đội tập đoàn quân chính Quảng Tây.
Cũng chính là nói, chúng tôi ở khu mà chúng tôi yêu cầu chấp nhận việc đầu hàng của quân Nhật. Ngài Okamura Neji là đồng ý chấp nhận phối hợp phải không? Ngài Okamura Neji chính là có ý này. Vậy thì tốt. Như vậy thì tôi sẽ không phụ lòng phó thác của hai vị tiên sinh Lý Tông Nhân và Bạch Sùng Hy. Thế thì tốt. Vậy thì khi nào chúng ta có thể có được câu trả lời chính thức vậy? Điều này e là không được. Quỹ viên trưởng tưởng nếu mà truy cứu thì mọi người đều khó lòng mà giải thích, chỉ có thể là lời hứa giữa quân tử với nhau. Chúng tôi đã hạ mệnh lệnh này rồi thì anh có thể yên tâm. Nhưng có một vài khu có chút xung đột với kế hoạch tiếp nhận của bộ đội trung ương, cho nên chúng tôi hy vọng bộ đội tập đoàn quân chính Quảng Tây có thể hợp ý trước với bộ đội trung ương. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của ủy viên trưởng tưởng được. Mong anh có thể hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi. Điều này có thể hiểu được. Đi đây. Đúng rồi, tôi nghe nói có một con thuyền chở nén bạc đang ở trong tay anh. Tôi đã đem đi giao nộp rồi, nhưng tôi lại nghe nói chiếc thuyền chở bạc này mất tích rồi. Tôi sẽ bí mật quan tâm chuyện này. Chị Giang, có phải chúng ta có thể dọn rồi không? Cậu chỉ biết làm biếng thôi à. Có xe đến rồi. Đó chẳng phải là đại đội trưởng Đường sao? Đại đội trưởng Đường, đại đội trưởng Đường. Tạm biệt, tạm biệt. Chắc chắn sẽ ăn hoành thánh của chị. Tạm biệt nhé, tạm biệt. Được thôi, tạm biệt nhé. Chúng tôi đợi anh trở về. Tôi muốn anh trở lại. Tôi muốn anh trở về. 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 Tôi đợi anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Các anh em, hát lên nào. Tôi đợi anh trở về. Tôi muốn anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Tôi phải đợi anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Còn bao xa nữa? Sắp rồi. Qua con đường kế tiếp là đến rồi. Các anh em, lớn tiếng lên nào. Hát lên nào, hát lên nào. Tôi đợi anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Tôi muốn anh trở về. Tôi muốn anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Tôi đợi anh trở về. Chuẩn bị giấy tờ tùy thân tiếp nhận kiểm tra. Các anh em, lấy giấy tờ ra nào. Kiểm tra nhé. Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Chuẩn bị xong rồi. Động tác phải nhanh. Dừng. Tôi đợi anh trở về. Lấy giấy tờ ra đây. Trưởng quan, đều là anh em của mình cả. Của tôi đây. Đây là giấy tờ của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Của tôi đây. Đây là giấy tờ của tôi. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, trưởng quan. Không có vấn đề. Vậy thì để chúng lên đường đi. Cảm ơn, cảm ơn. Được rồi, lái xe thôi. Tôi đợi anh trở về. 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 Tôi để anh trở về.
Trạm trưởng, đều giải quyết xong cả rồi, việc xử lý gọn gàng. Dừng, trạm trưởng yên tâm, đi thôi. Dừng. Chôn lại đi. Trưởng quan, mưa rồi, chỗ này cũng chôn gần xong rồi. Rút. Dừng. Hai vị lão tổng Lý Tông Nhân, Bạch Xuân Hy nhanh vậy mà đi rồi sao? Lão tổng Lý đi Bắc Bình nhậm chức, thời gian rất gấp gáp, cho nên hôm nay cố tình đến Nam Kinh để tế bái cố tổng thống. Chuyện trước thiền chở bạc sao rồi? Người biết đến rất nhiều, phải kiểm tra từng người một, độ khó vô cùng cao. Vụ án này có chút thú vị. Bạch lão tổng với Lý lão tổng đặt áp lực rất lớn cho tôi, bảo tôi bắt buộc phải phá án. Bên phía Trùng Khánh cũng rất lớn tiếng mãnh liệt yêu cầu phá án. Nhưng nếu như vụ án này theo như cậu phân tích, bộ quân chính xử lý chiếc thuyền bạc này là có ý chỉ tối cao nhất. Quan điểm này của anh tôi vô cùng tán thành. Nếu như thực sự đúng là như thế, vậy thì vụ án này làm sao mà phá được, làm sao điều tra đây? Điều tra lên trên thì phải lập tức dừng lại. Nếu không thì sao? Bắt Trần Thành, lại bắt hiệu trưởng. Cứ tiếp tục điều tra thì tôi chính là tự mình đào hố chôn mình rồi. Rồi tự mình chôn mình xuống dưới, đến cuối cùng trách nhiệm không phá án được, toàn bộ đều do tôi gánh vác. Anh Liễu, anh là anh cả, chuyện này anh không thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Anh phải giúp tôi nghĩ cách đi. Bây giờ tôi nên làm thế nào đi? Quang Hy, anh có từng nghĩ để cho bộ quân chính Lương Đồng bọn họ tự mình điều tra hay không? Bến tàu vốn dĩ là do bọn họ quản lý, bọn họ có trách nhiệm tự mình điều tra. Tự mình điều tra mình, xem bọn họ đến lúc đó làm sao mà dọn dẹp. Anh Liễu à, tôi đang đợi câu nói này của anh đấy. Câu nói này không phải là tôi không dám nói, tôi sợ là tôi nói ra thì anh lại nói tôi trốn tránh trách nhiệm. Thật ra tôi chẳng có ý kiến gì với Lương Đồng đâu. Anh ấy là quân nhân mà tôi rất trân trọng, anh thì càng phải nói. Quan hệ của bốn anh em các anh ai cũng biết hết, nhưng ai lại bảo chúng tôi đang ở trong giang hồ cơ chứ? Người ở giang hồ thân bất do kỷ, anh nói câu này rồi thì trong lòng tôi yên tâm. Tôi biết sau chiến tranh, kế hoạch đóng quân của quân quốc dân, tập đoàn quân chính quản tay các anh bị thiệt không ít. Người ngay không nói lời mờ ám. Bộ đội muốn điều chỉnh lại, ủy ban quân sự muốn đổi thành bộ quốc phòng. Trong thời khắc mấu chốt này, bất kể là một vị trí nào cũng đều muốn tranh giành cả, khó lắm mới có sơ hở đấy. Lương Đồng, Milani đâu? Trung tá Mắc mời cô ấy rồi. Mấy hôm nay Milani trị liệu rất khổ cực. Hiệu quả thế nào? Chính là cô phù thủy Thiên Nga Trắng mà anh nói đó à? Đúng, chính là cô ấy. Rất có tiếng ở Thượng Hải. Nghe nói vẻ đẹp không thể phòng được. Tuổi tác cũng không lớn,
là một người lưu lạc của gia đình quý tộc nước Nga. Mẹ là một chuyên gia tâm lý, bố là một chuyên gia chơi đàn violon. Cô ấy tự mình học được thuật thôi miên. Tôi rất có hứng thú muốn quen biết một chút, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng thuật châm cứu mà khí công thôi miên Trung Quốc của anh có hiệu quả hơn đối với cô ấy. Anh đừng có nghe sư đệ tôi nói bậy. Tôi chỉ là có chút tai nghề từ hồi còn trẻ, vẫn luôn có sở thích này. Nhưng lúc Melanie vẫn chưa đến, chúng ta nói chuyện của chút tiền bạc đi. Được. Bộ trưởng Trần bây giờ giao trách nhiệm cho tôi đến tham gia vào vụ án này. Vụ án này liên quan đến danh tiếng của bộ quân chính, hai vị không thể quanh tay đứng nhìn được. Đồng tử. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi bây giờ vì chuyện này mà thực tình đấy, mãi không nghĩ ra. Tôi vừa nãy còn nói với Liễu tướng quân đấy, tôi nói Lương Đồng là một gián điệp kiệt xuất giết Trung Quốc chúng ta, không sai. Ở Calcutta tôi đã gặp qua rồi. Đồng tử, anh có thể đến thật là tốt quá. Lần này tôi thực sự là yên tâm rồi. Đây là hai chuyện khác nhau. Anh bảo tôi đánh trận còn được, tìm đồ thì là nghề của anh. Chuyện này anh không thể không lo được. Muốn nói thì thật sự là chuyện này là chuyện của bộ quân chính. Các người điều tra thì danh chính ngôn thuận, anh phải ra mặt điều tra. Đúng đấy, chuyện này vốn dĩ tôi đã bị hiềm nghi rồi. Các anh vẫn là nên điều tra tôi đi. Anh được rồi đấy. Nếu như trong chính phủ đều là những người như anh vậy, thì chính phủ Trung Quốc chính là chính phủ thanh liêm nhất trên thế giới rồi. Lương Đồng vì muốn chứng minh bản thân trong sạch, không thể không đi điều tra tung tích thuyền bạc, lại không thể để cho hình tượng gián điệp kiệt xuất nhất len lỏi vào đầu của Tăng Quang Hy. Anh ấy đối mặt với cục diện hai mặt khó khăn, Tăng Quang Hy có phải là người vừa ăn cướp vừa la làng hay không? Anh ấy bị ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu dọa một phen. Nếu như thực sự là Tăng Quang Hy thì e là tất cả đã được sắp xếp một cách hoàn hảo rồi. Tôi bôi thuốc cầm máu với, có lẽ có chút đau đấy. Cậu ráng nhịn một chút. Lão Đường, Lão Đường, Lão Đường. Đại phu, anh ấy không sao chứ? Không sao đâu, thôi thuốc là hết đau ngay. Lão Đường, điều tại em không tốt. Nói là làm lính có thể kiếm được nhiều tiền. Nếu như bà anh thực sự có mệnh hệ gì, em với các con làm sao mà sống đây? Lão Đường, Lão Đường, Lão Đường, Lão Đường. Anh đói, anh đói. Anh muốn ăn đầu sư tử. Đầu sư tử, chuẩn bị xong rồi. Bác sĩ Lu, không sao đâu, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Đừng khách sáo, đều là người một nhà thôi. Lão Đường, nào. Ăn chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Thất thuốc. Lão Đường, chuyện của cậu tôi đã nói với đường chủ rồi. Ông ấy nói đợi cậu có thể đi được rồi thì đi tìm ông ấy, thương lượng một chút chuyện hậu sự của các anh em. Nói với đường chủ phải báo thù. Melanie nhất định phải đi vào ngày hôm nay sao? Đúng đấy, khuyên thế nào cũng không được, chính là không đi trị liệu nữa. Có khi nào cô ấy nhớ lại gì rồi không? Tôi thấy là không đâu. Cô ấy là một người rất chân thành. Anh là một người có thể giữ được bí mật. Cô chắc là không trị liệu nữa không? Đây là cơ hội khó tìm đấy. Cô cũng ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải, có chút tiếc nuối đấy. Tôi đã không còn thời gian nữa rồi. Ngày hơi lây dục tôi về Trùng Khánh. Tôi cảm thấy người Belarus này có chút thần thông đấy. Cô nói xem, chúng ta từng gặp nhiều bác sĩ như vậy đều chẳng có hiệu quả gì. Tôi từng gặp qua người Belarus này, cảm thấy cô ấy được. Yên tâm đi, điều trị cũng chẳng phải một hai ngày. Quay về Trùng Khánh, nghe nói Liễu tướng quân cũng thần thông lắm. Vậy sao? Chẳng phải anh ấy là một bác sĩ trên giang hồ thôi sao?
Milady đã mở ra cánh cổng của ký ức. Cô ấy đã biết được bản thân chính là người tên Hà Mỹ Tuệ ấy lúc đang đi du học ở Nhật, tên là Nakayama Emi. Mà bệnh viện cứu tế chính là điểm đứt đoạn của ký ức này. Để Lương Đồng đi điều tra án con thuyền bạc, có khi nào có vấn đề hay không? Bắt buộc phải để cậu ta điều tra. Tại sao? Lương Đồng con người này rất kỳ lạ. Anh không nhìn thấy cậu ta đi cửa sau kéo qua kệ, nhưng mà người nối giúp cậu ta rất nhiều. Những quyền quý giúp đỡ phía sau cậu ta cũng không ít. Anh nói xem có kỳ lạ hay không? Ý của anh là người này không phải kẻ xấu thì cũng là người gian xảo sao? Chứ ít nhiều cũng làm qua một vài công việc về tình báo. Tổng bộ chúng tôi hy vọng phòng ngừa làm đầu. Vị trí của Lương Đồng quá quan trọng. Có hiểm nghi thì nên để cậu ta tránh ra. Bây giờ bên phía quân doanh đang xây dựng lại, tôi không thể để cho một người có nghi vấn ở cái vị trí quan trọng thế này. Chúng tôi đã làm xong công tác dư luận vốn có. Bây giờ trách nhiệm trên người cậu ta. Điều tra, cậu ta bắt buộc phải điều tra. Điều tra không tra thì chính là trách nhiệm của cậu ta. Anh không sợ cậu ta thực sự tra ra được sao? Tôi ngược lại muốn xem cậu ta có bản lĩnh thế nào. Nếu thực sự cậu ta điều tra ra được, vậy thì ngược lại tôi hy vọng. Vậy tôi phải triệt để điều tra cậu ta rồi. Cục trưởng Tân, La Hậu Bân của ngành thực vật Hy Lan, anh Quyền chứ? Quyền. Ở Thượng Hải rất nhiều mối làm ăn đều do anh ta ra mặt. Bây giờ có chút vấn đề. Quản lý vận chuyển hàng hải, tôi tìm Lương tướng quân giúp đỡ rồi, nhưng có một vài chỗ vẫn cần anh ra mặt đó. Anh có phải là nên đi chào hỏi một chút không? La Hậu Bân con người này tôi có thể đảm bảo đấy. Được, chuyện này tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn anh đã nể mặt tôi. Anh Châu, gần đây dư luận về Nghiêm Trị Hán Giang đã dậy lên liên tục không ngừng. Mục tiêu của anh quá lớn. Ý của quỹ viên trưởng là mời anh từ chức hết tất cả các chức vụ trước để né tránh một chút. Con à, con làm sao vậy chứ? Cái đám Nhật Bản này không phải là người mà. Con à, đi, tiếp tục đưa đi. Mối thù này tôi nhất định phải báo. Đường chủ, tôi cảm thấy lai lịch của chúng không tầm thường. Chúng ta có làm lại chúng không? Làm không lại. Ở trên cái bến Thượng Hải này còn có người mà người của Thanh Bang quy vũ đường chúng ta, làm không lại hay sao? Đường chủ, có câu nói này của ngài, trong lòng tôi yên tâm rồi. Chính là giàu từ trong này. Ở đây hình như đều là người Belarus. Hình như là vậy. Trạm trưởng, vị này là Lão Bạch, tham gia quân Trung Nghĩa cứu quốc chúng ta được 3 năm rồi. Anh ấy quen với Natasha.
Trạm trưởng Triệu, chào anh. Chào anh, Natasha là bạn tốt của tôi. Chỗ này đều là người Belarus các anh ở hay sao? Đúng, người Belarus chúng tôi đều ở đường Hạ Phi. Chúng tôi là quý tộc Nga, bị cách mạng liền đến Thượng Hải. Được, đưa tôi đi gặp Natasha. Natasha, đây là cấp trên của tôi. Anh ấy muốn biết về tình trạng của người bị mất trí nhớ. Natasha, tôi muốn biết tình trạng điều trị của người bệnh đó. Natasha, đối với người đẹp, tôi không tiếc bỏ tiền. Anh muốn biết điều gì? Tôi muốn biết người bị bệnh mất trí nhớ đó đã hồi phục chưa? Lương Tú Quân, tôi đang muốn báo cáo với anh. Cục trưởng Tăng bảo tôi đến phối hợp điều tra với anh. Vậy thì chúng ta trở thành liên binh phá án rồi. Dừng. Có tin tức gì muốn nói với tôi không? Tôi từng để ý rồi, tạm thời không có manh mối. Vậy chúng ta đến bến đò xem. Tìm đại đội trưởng Đường đó. Thả lỏng chút đi, đừng có căng thẳng như vậy. Tôi đã từng xem qua bên đó rồi, không có người của hắn. Tôi đến cái tiệm Hoành Thánh trên kia xem. Các anh ở đây canh kỹ nhé. Được, xem có người của họ không. Được, nhìn kỹ nhé. Trưởng quan, đi thông thả nhé. Chị Giang. Tôi đây. Đại đội trưởng Đường, chẳng phải là cậu thăng chức rồi sao? Sao cậu còn ở? Làm gì thế? Nói ra thì dài lắm. Chút nữa tôi nói với chị sao? Tôi có thể xin chị chút chuyện được không chị Giang? Chuyện mượn tiền thì đừng nhắc. Không phải mượn tiền, có gì mà không nói được. Chị có còn nhớ lần cuối cùng gặp tôi là khi nào không? Nhớ chứ. Lúc cậu đi có xe lớn, còn có một xe jeep nhỏ. Đúng, lúc cậu đi còn tạm biệt tôi nữa mà. Đúng. Những người ngồi trên xe jeep nhỏ chị có quen không? Chưa từng ăn qua Hoành Thánh của tôi, tôi không quen. Vậy sau khi chúng tôi đi, những người ở trên xe jeep nhỏ đó có từng trở về không? Cùng đi với cậu mà, cậu còn hỏi tôi sao? Đúng. Đúng ha. Cái người tướng quân đó chị có nhớ không? Tướng quân, chính hôm đó ngồi ở đây. Người tướng quân ngồi ở đây. Anh ta có từng đến nữa không? Đến rồi, tướng quân đến rồi. Chị tuyệt đối đừng nói với anh ta tôi ở đây nhé. Vậy tôi đi tìm đại đội trưởng Đường. Đi. Một bát Hoành Thánh. Được thôi. Tướng quân đến rồi sao? Mời ngài ngồi. Được. Tôi còn nghĩ là cả đời này cũng sẽ không được gặp quan lớn như ngài nữa đấy. Hoành Thánh của chị ở đây ngon như vậy tôi nhớ chứ. Tôi đấy à, còn mong ngày nào ngài cũng đến cái tiệm nhỏ này của tôi nữa là.